đang giành lợi thế. Quá nặng.
đi chơi. Việt Nam vô địch. Đến tuyển không vậy? Việt Nam áo xanh nhá. Hoàng nhá. Điện hình nhá. Người tầm phát đại quật đã ăn luôn. Quật ăn luôn, đã ăn luôn. Trường này sẽ diễn ra 6 trận chung kết, còn hạng cân dành cho bậc tự do nữ. Và đây là trận chung kết hạng cân thứ hai, hạng cân 53 kg. Quý ơi, bao nhiêu hỏi thăm với nhau cũng như anh rồi ai. Chào đồng bào, chào chưa? Chào đồng bào cả nước, chào đồng bào cả nước, chào đồng bào cả giành
Lock your mouth!